Hello anh em, nhiều anh em có hỏi mình là cuốn cán IXE có tốt không? Và như mọi người đánh giá là cuốn cán IXE có chất lượng gần tương đương với cả cuốn cán Yonex chính hãng. Vậy thì có đúng là như vậy không? Ngày hôm nay mình cùng đi tìm câu trả lời nhé. Bắt đầu clip ngày hôm nay thôi. Kính thưa anh em, trên tay mình đây chính là hộp cuốn cán IXE, một loại cuốn cán nội địa Trung Quốc được đóng gói 60 chiếc vào một chiếc hộp khá là cứng cáp như thế này. Chúng ta có rất nhiều màu sắc, màu xanh nõn chuối này, màu vàng này, màu trắng này. Ngoài ra mình còn rất nhiều màu khác nữa anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cái loại cuốn cán này với cuốn Yonex chính hãng, xem để anh em hình dung ra xem về cái bề mặt chất lượng của nó có giống nhau không anh em. Trên tay mình đây là Yonex chính hãng này, có tem 7 màu của Yonex ở trên này nhá anh em nhìn này. Đó, anh em thấy tem 7 màu chưa? Đó, đây là của Yonex chính hãng. Vậy thì mình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng so sánh chất lượng hai cuốn cán này và mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà mình thường sử dụng khi mà cuốn cán vào cái vật cầu lông nó như nào nhá anh em nhá. Đầu tiên thì mình sẽ bóc cái cuốn cán này ra. Rồi, về hình thức đóng gói đi thì mình đánh giá là cái cuốn cán Yonex này có cái sự đóng gói tỉ mỉ hơn này. Tất nhiên rồi, bởi vì sao? Cái Yonex chính hãng này có giá lên tới 35.000, cái IXE đâu đó chỉ 15.000 thôi anh em nhá. Một cách đóng gói rất là tỉ mỉ, họ còn có riêng một cái lớp giấy ở giữa để định hình và cố định cái phần cuốn cán nó chắc chắn như thế này. Còn IXE thì không có anh em nhá. Hạng rất tỉ mỉ nhá, có một tờ giấy kẹp ở giữa để định hình cái cuốn cán. Chúng ta sẽ cùng đến so sánh đến cái phần mặt sau của cuốn cán đi. Thì mình cảm nhận thấy ở đây mặt sau của hai cuốn cán là cũng khá là bám, tuy nhiên thì cái cuốn cán Yonex chính hãng nó sẽ mịn hơn một chút. Còn cái IXE thì nó sẽ hơi xốp và tuy nhiên nó vẫn có độ bám dính nhá, nó vẫn bám dính như tương tự như Yonex khi mà chúng ta cuốn vào nhau. Về độ dày của cuốn cán ấy, thì mình đánh giá ở đây là Yonex chính hãng sẽ dày hơn một chút so với IXE. Đó, anh em có thể dùng và trải nghiệm thấy rõ cái điều này. Bản cá nhân mình thì cũng thấy ở đây, khi mà bóc một cái lớp ni lông ở bên ngoài này ra ấy, thì chúng ta cảm nhận như hai cái bề mặt ấy, nó cũng khá là tương đồng nhau, cũng khá là tương đồng nhau. Mình đã chuẩn bị ra ở đây hai cái vợt mình đang sử dụng rồi. Một cây là Lining Aeronaut 6000C, 6000 Compact và một cây là Mizuno GPX 8.3. Thì mình sẽ quấn trực tiếp hai cái cuốn cán đó lên hai cái vợt này và sẽ so sánh cụ thể cho anh em nhé. Đây là cái cách mà mình thường xuyên cuốn cán từ trước đến nay. Có rất nhiều cách cuốn cán khác nhau, tuy nhiên thì mình nghĩ đây là cách cuốn cán phổ thông nhất mà rất nhiều người đang sử dụng hiện nay anh em nhé. Đầu tiên thì anh em cần loại bỏ cái lớp cuốn cán cũ ra. Đây, bản thân mình đang cuốn đây cũng là IXE nhá. Các bạn thấy không, nó khá là chắc, nó khá là dính vào nhau đây này. Đó, tương đương với cả Yonex đấy. Đó, dính khá là chắc. Rồi, ở đây anh em nhìn thấy một cái phần cốt màu vàng thì mình đã có một cái clip chia sẻ cho anh em là có nên bóc cốt vật cầu lông không. Thì anh em có thể xem lại clip đó ở trên này nhé, mình sẽ để trên này. Cây vợt này thì tất cả các cây vợt mình mua về ấy, thì mình đều bóc cốt vật cầu lông ra hết và mình quấn thêm một cái lớp cuốn lót. Thì cái lớp màu vàng mà anh em nhìn thấy đây này, đó chính là lớp cuốn lót vật cầu lông. Thì cái lớp cuốn này nó sẽ giúp cho anh em khi mà cầm ấy, cảm giác nó êm tay hơn đó. Ngoài ra thì dưới cán cầm mình thường xuyên có những pha đập cầu ở cuối sân ấy, mình sợ tuột vợt ấy, thì anh em mình sẽ quấn cái phần đít vợt này nó dày lên một chút để khi mà anh em quấn lớp cuốn cán cuối cùng vào rồi ấy thì cầm nó sẽ cảm giác nó sẽ chắc tay hơn nha anh em, nó không bị tuột. Đó, không bị tuột vợt. Thì đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ quấn cái cuốn cán Yonex chính hãng nhá anh em nhá. Quấn Yonex chính hãng vào cái vợt của mình. Có rất nhiều cách quấn, có người thì người ta sẽ hướng dẫn là quấn ở phần nhỏ của dây cao su này. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ quấn theo cái đầu to này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái phần to này. Tuy nhiên thì nhiều anh em sẽ quấn thừa ra một đoạn như thế này. Đó, nhìn nó sẽ khá là đẹp. Tuy nhiên thì mình sẽ không sử dụng cái cách đó mà mình sẽ quấn trực tiếp từ cuối luôn, của cái vợt luôn. Chúng ta quấn đều tay, vòng dần lên phía trên.
Và anh em lưu ý là anh em kéo vừa thôi nhá. Nếu mà kéo giãn quá ấy, thì cái cuốn cán của chúng ta nó sẽ mất đi cái độ êm, mất đi cái độ êm ái của cuốn cán. Chúng ta sẽ vòng đều dần lên. Đó, dần lên. Cuộn đều lên. Cái cuốn cán Yonex thì thực chất là chúng đã dính vào nhau khá là chắc rồi, nên anh em không cần phải kéo quá giãn đâu, mất đi cái độ êm ái của cái cuốn cán đấy. Trên này thì anh em có thể kéo giãn ra nhé, để tránh cái việc nó nhăn cái cuốn cán, và khi mà anh em dính vào ấy, nhìn nó sẽ hình thức nó sẽ đẹp hơn. Cuối cùng thì chúng ta bóc cái lớp ni lông này ra để dính chúng lại với nhau. Rồi, cuốn cán Yonex thì cái đầu trên này nó dính rất là chắc nhá. Anh em hoàn toàn không phải sử dụng thêm cái cuốn dán băng dính như thế này nữa. Tùy anh em thôi, anh em có thể sử dụng thêm. Nhưng mà đối với cuốn cán Yonex thì nó đã dính rất là chắc rồi, chúng ta không cần phải cuốn thêm nữa. Đây, mình vừa hoàn thành một cái cuốn cán, anh em có thể chiêm ngưỡng. Đó, cũng khá là ok đấy chứ. Rồi, sau đây thì mình sẽ thực hiện tiếp cái cách cuốn cán đó với IXE trên cây vợt Mizuno GPX 8.3. Trước tiên thì mình cũng loại bỏ cái lớp cuốn cán cũ đi nhá. Đó, cây vợt này thì ở đây mình sau khi mình bóc cốt ra thì mình cuốn thêm một cái lớp băng dính điện ở đây. Mục đích của nó chỉ để là cái việc mà khi anh em ra mồ hôi ở tay ấy, nó sẽ không thấm vào cái cán gỗ của anh em, nó sẽ gây mục và dần dần nó sẽ khiến cho anh em bị gãy cán nhé. Thì cái lớp băng keo đen này nó sẽ giúp cho ngăn cản cái việc đó, mồ hôi thấm vào cuốn cán gỗ. Và mình ở cuối của cây vợt ấy thì mình vẫn cuốn để cho nó to thêm, khi mà anh em cầm ấy, nó sẽ ít bị văng vợt đi. Đó. Rồi, chúng ta vẫn cuốn theo cách như vừa nãy thôi, cuốn cán một cách cuốn phổ thông nhất hiện nay. Anh em cũng lưu ý là chúng ta kéo giãn vừa tay thôi nhá, không kéo giãn quá thì nó sẽ mất đi cái độ êm của cuốn cán. Cảm giác cuốn thì nó cũng gần tương tự như Yonex chính hãng thôi. Cuốn cán IXE thì nó sẽ mỏng hơn một chút, mỏng hơn chút xíu thôi, nhưng mà cái độ bám dính thì nó vẫn gần tương tự như vậy. Nếu mà cuốn cán Yonex được 10 điểm thì IXE đâu đó nó khoảng 8,5 đến 9 trên 10 nha anh em nhé. Cuối cùng thì chúng ta cũng bóc cái lớp băng keo trên đầu của dây cuốn cán này đi và dán chúng lại. Ở đây nếu mà để đánh giá cái độ bám dính của cái đầu cuốn cán này này so với cái cuốn cán Yonex thì IXE nó sẽ không bám dính bằng. Chính vì vậy mà mình sẽ sử dụng thêm một cái băng keo như thế này nữa để dính ở trên đầu vợt. Đối với khi mà anh em sử dụng cái đầu băng keo này này dính ở trên đầu vợt ấy, thì để một cách chặt nhất khi mà anh em đỡ bị, sau khi anh em dán xong ấy nó đỡ bị bong ra ấy, thì sau khi anh em cuốn được một vòng thì anh em sẽ kéo dần cái băng dính này ra cho đến khi nào nó đứt đó, và anh em miết lại cái phần ở trên cán vợt này này, miết lại thì chắc chắn với anh em một điều rằng cái phần băng keo đen của chúng ta sẽ không bao giờ bị bong ra, không bao giờ bị bong ra đó, chúng ta miết lại. Ok, mình vừa hoàn thành xong một cái cuốn cán IXE trên cây GPX 8.3. Bây giờ mình sẽ cho anh em nhìn chi tiết hơn hai cuốn cán này sau khi đã cuốn lên trên cây vợt, để anh em cùng so sánh về cái màu sắc này cũng như cái bề mặt của nó nhé. Nó có giống nhau không nhé, giống nhau đến cái mức là tương đương nhau không hay nó vẫn có sự chênh lệch. Và những anh em nào mà đã sử dụng cái cuốn cán IXE rồi và Yonex chính hãng rồi có thể comment để cùng so sánh nhé, để cho anh em khác có cái nhìn chính xác hơn về cuốn cán IXE này. Trên đây thì mình vừa chia sẻ cho anh em cái cách cuốn cán phổ thông nhất rất nhiều người đang sử dụng hiện nay, và hiện tại thì mình cũng đang sử dụng cái cách cuốn cán này. Anh em có cái cách cuốn cán nào đẹp hơn không? Hãy cùng comment xuống phần bên dưới nhé, để anh em cùng học hỏi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết clip. Hy vọng là anh em giúp HV Shop một like, một chia sẻ video để bên mình có động lực ra thêm những clip tiếp theo anh em nhé. Cảm ơn anh em.